chào các bạn. Để làm vịt kho gừng á, thì đây mình chuẩn bị một con vịt là một ký giác. Vịt mình mua á, mình chỉ lấy cái thằng thịt như vậy thôi nè. Con vịt này á, thì mình đã rửa sạch vài nước rồi. Bây giờ để khử mùi hôi cho cái thằng thịt vịt á, thì mình có chuẩn bị là gừng, mình đâm với ít muối cho nó nhuyễn ra như vậy nè. Bây giờ thì mình cho lên cái phần da vịt đó, mình chà sát nó để mình khử hoàn toàn cái mùi hôi lông luôn. Mình chà cho nó thật là kỹ luôn nha. Vịt này là giống vịt quế á, cho nên con nó hơi nhỏ, nhưng mà thịt nó ngon, với lại nó cũng ít mỡ nữa các bạn. Đây, sau khi mình chà gừng với muối cho thật là kỹ á, thì mình sẽ cho nước vào, mình rửa lại cho thật là sạch, rồi mình đem đi chặt nó ra. Cái này mình làm á, thịt vịt kho gừng đó, cho nên mình chặt to hơn là cái thịt vịt mà mình xào gừng ha. Rồi mình để nguyên đùi cho bé nó ăn nè. Rồi mình chặt ra miếng chừng này nè. Với 1kg thịt vịt đó, thì đây mình chuẩn bị là 700ml nước dừa. Tiếp theo thì mình có là 50g gừng cắt sợi, vài trái ớt, 1,5 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh hành tím băm, 3 muỗng canh nước mắm, rồi muối, hạt nêm, mỗi thứ mình dùng 1 muỗng rưỡi cà phê, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1,5 muỗng cà phê đường, rồi thêm ít nước màu nữa nè. Xong hết rồi thì bây giờ mình đi ướp thịt. Để ướp thịt vịt đó, thì mình cho hết cái phần hành tím và một nửa tỏi băm vào. Đây, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1,5 muỗng cà phê đường. Nếu không có nước dừa đó thì các bạn tăng cái lượng đường lên. Đây là 1 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm, 1 muỗng rưỡi cà phê muối. Rồi nước mắm mình dùng là 3 muỗng canh. Rồi nước màu đường nè, cái này nhà mình thắng á, nó hơi lỏng á, cho nên mình cho nhiều xíu. Mình trộn đều lên. Rồi trộn đều tất cả lên xong, thì mình sẽ để thịt vịt ở đây á, mình ướp là 30 phút, rồi để cho thịt nó ngấm gia vị nha. Thịt ướp đủ thời gian rồi, thì mình sẽ đi kho. Mình cho tỏi vào khi. Đảo cho tỏi nó săn lại thì mình cho gừng cắt sợi vào mình phi chung. Phi gừng với tỏi như vậy á thì cho vịt vào mình xào hoặc là kho nó rất là thơm luôn á. Rồi đảo đến khi mình thấy sợi gừng nó trong và tỏi nó vàng thơm như vậy nè thì mình cho thịt vào. Lúc này mình để lửa vừa thôi, mình đảo cho phần vịt đó nó săn và nó ngấm gia vị luôn nha. Rồi sau khi xào cho thịt nó thật là săn lại thì mình cho nước dừa vào. Rồi nước dừa mình cho qua cái thau ướp thịt lúc nãy nè, mình chán đây mình lấy hết cái phần gia vị trong đây. Ở đây mình dùng nước dừa để mình kho thịt cho nó ngon hơn. Còn không có thì các bạn dùng nước lọc, rồi mình tăng thêm xíu đường là được rồi. Nấu cho nó sôi lên á, thì mình canh mình hớt bọt nè. Hớt bỏ cái phần bọt này thì nó sẽ giúp cho cái nước thịt kho của mình đó, nó được trong và nó ngon hơn nữa nha. Hớt bọt xong á thì mình để lửa nhỏ nghiêu nghiêu lại để mình kho. Kho được khoảng 15 phút á thì mình thử lại. Cái này mình nêm nếm tùy theo khẩu vị ha.
Mình thấy vừa ăn rồi đó thì mình cho thêm vài trái ớt vào nữa nè. Rồi mình cứ để lửa riu riu á, mình kho thêm xíu nữa cho nước nó sắc xuống thì nó thấm vào thịt nó mới ngon nha. Đây, cái nồi thịt vịt kho gừng rất là thơm luôn các bạn ơi. À, thịt nó thấm và cái nước thịt kho nó sắc xuống như vậy nè là được rồi đó. Giờ mình tắt bếp. Thịt vịt kho thì nó có ván con lớp mỡ lên trên nè, mình hớt mỡ ra. Bạn nào thích ăn béo nhiều thì các bạn để nguyên cũng được. Còn không thích dầu mỡ thì các bạn dùng muỗng á, mình hớt cái lớp trên bỏ là được rồi. Rất là thơm luôn á. Đây nồi thịt kho xong để nguội bớt á thì nó lên cái màu rất là đẹp luôn nè. À, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Đây mình mời các bạn nha. Rồi mình dẻ ra nè. Miếng thịt nó mềm, nó không bị bở nát ha. Thịt đỏ ao luôn, rất là ngon. À, miếng thịt kho mềm thơm, thấm gia vị. À, mặn mặn ngọt ngọt, rất là vừa miệng luôn. À, kho như vậy thì các bạn có thể chấm với các loại rau luộc nè. À, rau sống hoặc là rau xào cũng rất là ngon luôn. À, nếu kho mà ăn không hết á thì cuối ngày á, các bạn hâm lại rồi hôm sau mình hâm mình ăn vẫn ngon. À, giống như cái thịt kho rượu vậy đó. Rồi lâu lâu á, thì mình kho kiểu này nè. À, mình đổi món cho gia đình á, ăn ngon và lạ miệng lắm luôn các bạn. À, có thời gian á thì các bạn hãy làm thử ha. À, đến đây thì cái món thịt vịt kho gừng của mình đã làm xong. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Giờ mình xin chào. À, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.